chào các bạn chào mừng các bạn lại đến với lại Kuma Pro Chat thì kênh này được làm ra để chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm thông tin và cũng như là những cái câu chuyện của người đã và đang làm trong ngành thể hình thì đến với buổi podcast ngày hôm nay thì vẫn là một khách mời thân quen đó là anh Henry Hồ bạn. À, chủ tịch của liên đoàn uh, IFBB Pro Việt Nam, thì ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ cho chúng ta về uh, gọi là những cái tiêu chí chấm điểm. Tại vì các bạn cần phải biết rằng là mỗi một giải đấu nó sẽ có một cái tiêu chí chấm điểm khác nhau về tỷ lệ, về độ khô, về tất độ khối các như thế nào đó. thì ngày hôm nay mình chúng ta sẽ bàn luận về cái tiêu chí của liên đoàn này. Nếu như các bạn muốn tham gia, tức là các bạn theo meta nào thì các bạn đánh meta đúng, đó rồi rồi thì em hỏi cái mà nội dung mà chắc có lẽ là đông nhất ở Việt Nam, thì ừ. hiện tại là men physics thì uh, cái tiêu chí của men physics của liên um, đoàn IFBB pro thì nó như thế nào uh, đầu tiên cho các bạn ha thì tiêu chí của men physics pro lit thì nó sẽ cái cái khi moment á của men physics là keep your waist small là eo phải nhỏ eo rồi tỷ lệ eo nhỏ đúng rồi tỷ lệ eo nhỏ và đặc biệt là cái đầu liên kết giữa ổ bụng và liên xương ổ bụng và liên sườn Rồi. Nếu các bạn đẹp nha, nhưng mà cơ bụng và liên sườn không có liên kết thì cũng phèo. À. Ừ. Và cặp cán á là hai cái tay á. Ừ. To nhưng mà không không phải tỷ lệ với lại cái thân Vài. cái thân mình của mình, thân ừ. mình và vai và lưng á, cái độ lưng không quá to nhưng mà phải cơ cơ nó đầy đủ. Nó phải nhiều chi tiết đúng rồi, nhiều nó phải rằng 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 nó đánh ra nhiều cái chi độ. Thiết. Tổng thể là phải phải cân bằng. À. Và phải, phải có mông. Có mông. Ừ. đúng rồi hay em sẽ không phải là hai dân hai cái que chọc vô nhau nha ừ. và bắp chuối bắp chuối ừ. ví dụ và cái, cái 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 ví dụ như là Ừ à, em với lại anh đi thi đi anh với em đều nhau đi nhưng mà sẽ có một cái là nếu sẽ có ba điểm mà phải ba giám khảo sẽ chấm cho anh hơn ví dụ như là à, anh thắng đi anh sẽ có ba cái thứ nhất là cái bô sinh rất là quan trọng nha em body đẹp thỏa mãn tiêu chí mà bô sinh giật tưng 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 cũng ao à tức là ừ. lên là phải bấm ừ. giữ ở Việt Nam Đúng em thấy rồi. có cái kiểu giống như là ấy xong cứ cứ khựng 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 ừ. như này xong rồi ra khựng 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 như này tức là khi mà các bạn vô sinh lên bô đối với bất kỳ nội dung nào của tiêu chí bi pro là lên là cứng luôn đúng không rồi. có múa may quay cuồng không có bắt bướm bắt đồ tương đúng tương không gì gì không có giờ tưng 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 gì hết đúng rồi đó à. thứ hai tự tin tự tin. nhìn trực tiếp thẳng vào giám khảo chứ mình mình mình, mình thi mà mình cứ nhìn ở đâu đâu á thì giám khảo thứ nhất là sẽ không, không có, có focus cái, cái, đúng focus được không có nhìn không tập trung vào mình thứ hai nữa là họ thôi không tự tin ao à. rồi thứ ba chỉnh chu và đẹp trai. Chỉnh chu nếu mình mà mình là phải ừ. đẹp trai đúng không? Mình phải chỉnh chu là sao? Đầu tóc rồi cái 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 mặt mũi mình là phải nó tươi xíu, cái đầu bù xù lên là văng luôn. Ừ. Tại sao các vận động viên Hàn Quốc họ lại nổi à. ừ. Tự nhìn ừ. vô là để đẹp trai, rồi. đẹp trai rồi. Với dạ. lại cái quần á, cái quần của mình phải dựa, phải lựa cái quần của Mexico nha. Phải lựa... năm nay nó thay đổi đúng không? Đúng năm rồi. nay là ngày ngày trước là nó vẫn có ngày xưa là nó mua theo cái kiểu giống như là quần vừa, vừa, vừa cái dài vừa là cái, với cái với cái mười lăm in ừ. thì đó thì nó có hai 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 kiểu quần đó. đúng rồi. thì bên chắc của năm nay thì chắc nó có mười lăm in là qua gối đúng rồi trên gối thì trên gối nhưng mà nó sẽ ôm theo cái cái đồ của mình luôn. dạ yeah. đúng rồi. với lại cái 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 cái, cái tỷ lệ cái cái, cái 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 quần của mình chọn á nó phải phù hợp lại cái lại cái cái bò cái dạng chân của mình và cái nó ôm theo cái người của mình luôn nhưng ừ. chứ mà ví dụ như là em em ốm mà em chở cái quần rộng quá cũng trên gối mà rộng quá thì không phê không khuy được mông là em mất cái lợi lợi thế rồi yeah. Đó. Không tại vì nếu như mà có cái lợi thế ở mông thì nhìn cái 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 eo của mình nhìn nó wow. cảm giác nó nhỏ cảm lại. Giác nó sẽ nhỏ lại. Đúng rồi. nên là các bạn men physique vẫn nhớ tập đùi nha chứ không phải là bỏ đâu. <cười> <cười> vẫn phải vẫn thì. phải tập mông, focus mông nhiều hơn. Men physique yeah. nó sẽ có hai bộ là back pole và run pole là mặt trước và mặt sau. Mặt sau. Yeah. Đúng rồi. Thì mặt trước nó sẽ tầm 60% điểm. Mặt trước là 60%, ừ, mặt à. sau 40%. À đúng đó. Đúng thì khi mặt sau nhưng mà cái 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 cách chấm của họ là chấm theo cái kiểu mà bốn mươi là ừ. ví dụ như là à khi mà em 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 lên em em, em sao đỏ tự do đó ừ, ừ, thì mặc chiếc mặt sau đi thì là họ họ sẽ sao lúc đó nhưng ừ. mà nếu mà em đi ra em thần thái em ok xin em ok là em đã ăn điểm lúc đó rồi à hiểu không thì sẽ có first call out second call out đó với lại nó sẽ cho mình full full bô freestyle ừ. thì khi mà nói chung là thứ nhất muốn uh, thi cái 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 cái, cái, cái tiêu chí cơ bản như không thích như anh nói đó thứ hai nữa là phải vô sinh chuẩn tự tin thần thái thứ ba nữa là phải chọn làm sao một cái quần hợp lý là được yeah, Sẽ có mình thỏa mãn những cái tiêu chí đó là ok ừ. tại biết sao không? thứ nhất bây giờ là cái cái, cái 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 mỗi năm sẽ có một tiêu chí khác nhau đúng rồi em thấy ừ. thì cứ vô nhìn vô chép á nhưng mà mỗi năm nó đổi đổi máy ta liên tục cho nên là đúng những rồi. cái người có như em là luôn luôn phải nhạt nhoi như hôm nay nè là nó bắt đầu lại đổi tiếp đúng rồi thì người có là từng năm là cứ phải coi từng cái giải đấu để mình rút ra để mình fix cho học viên gọi là từng tháng luôn á liên đúng tục rồi. liên tục luôn á đó. đó là một cái giống kiểu người có phải làm cái công việc đó luôn đó các bạn đúng rồi thì nhưng thực chất đó, đổi là đổi về cái rồ thôi còn cái cái mấy cái, cái meta về amateur hay là lấy lô càng thì cũng vậy à như không nhau? có đổi nhiều chỉ ừ. có pro là pro đúng là không? đổi nhiều thôi tại rồ bây giờ ám đẹp với nhau thì phải có một cái hơn phù tiêu chí thì họ thắng thôi đúng rồi giống giống bikini giống bữa chấm chấm lâu nhìn nhìn ai cũng đẹp hết trơn đẹp không biết là nhìn khó ví dụ như body hay là classic nó vẫn sẽ có những cái tiêu chí để mình biết được nhưng mà men thì có mặt trước mặt sau chấm phần trên thôi đúng rồi giờ pro nhìn nhìn ai cũng khủng hết ai cũng mắc ký hết thì nó sẽ có những cái tiêu chí làm sao để mình ăn điểm ví dụ như năm nay đi năm nay Mr. O năm 2023 đó Ranty thắng nhưng mà áp dụng như 2022 là Ranty thua À. ví dụ vậy, yeah. thì cái meta mỗi năm và những cái tiêu chí rồi về rồi mỗi năm sẽ khác nhau oh. đảm bảo tiêu chí đó là mình ok, à đó à. mình cốt lại nha là, à nếu mình xét là eo nhỏ, eo và cơ bụng liên kết, rồi mặt trước hai cặp ta cái mặt trước phải phải cân rồi phải cân đối ừ. và lưng không được quá to nhưng mà phải đủ đầy đủ cơ bắp, đầy đủ Nói chung chi chung thẳng cho mình, cho chi đây xử lý là biết liền. Yeah vừa to cũng cái lát các thứ là những cái cơ ấy là nó đều tách 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 ra hết. Ví dụ như là ừ em nhìn vô em thấy cái lưng không à <laughs> là là dăn rồi đó. Dạ dạ. Ừ, phải làm sao mà mặt trước mặt sao hài hòa. À. Đó và cái độ cái độ cơ nó không được phải phải uh, cân đối. Dạ. Cái không không cái gì không có cái nào mà nó trội hơn cái nào nó phải đều à. hết luôn. Dạ. Và nếu ví dụ như là ở cái 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 khi là cái eo nhỏ mà, nha, như là cái ổ bụng và cái liên xương với liên kết. Ví dụ như là pack pole là phải bô vậy là Thấy ổ bụng nhỏ lại liên sự liên kết là người ta ưng là người ta à, thấy ok thấy ưng rồi, bắt đầu ừ. ưng rồi. Đó, ngược vai ai cũng tập to hết mà đúng không? Đúng rồi mình sẽ tính vô những cái tỷ lệ như vậy để ấy đúng rồi. chứ không phải là các bạn cứ bự đúng là các bạn lên bầu giống như các em thấy ở Việt Nam tức là mỗi người họ sẽ để một cái góc ảnh, xong rồi cứ chụp cái góc ảnh của mình là tay mình to hay là lưng mình to mình cứ chụp góc đó xong mình đi so với lại một cái thằng nó đang chống trực tiếp rồi đi so là này to hơn rồi lại đi cãi nhau. Đúng rồi. Tại vì mỗi người họ sẽ có một cái điểm mạnh đúng không mỗi người sẽ có một cái điểm mạnh riêng và cái góc hình nó cũng sẽ khác nhau nữa cho nên là phải đi coi trực tiếp nó mới có một cái khách nhìn khách quan cho nên là các bạn đừng bao giờ lên mạng mà các bạn cứ đi đánh giá như thế này thế kia nó không có khách quan, khách quan. Dạ. các bạn phải nữa đi nhìn trực tiếp muốn không muốn chắc chắn về cái kết quả họ khi mà xong giải là họ trực tiếp bài giám khảo luôn đúng không họ sẽ trả lời họ sẽ thích rõ cho mình tại sao mình thua dạ thì giống như điền á, đợt mà điền đi Hồng Kông xong thì hỏi uh, 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 ba ông Hugo đó là ông cũng phân tích luôn mà tức là ok lưng các thứ của mày đều ổn nhưng mà nó cần lộ lộ múi và vai to thêm một chút nữa là ổn là ổn thì đó dạ. thì tức là các bạn muốn gì các bạn cứ xuống hỏi ba giám khảo họ người ta cũng làm cái trả lời niềm nở thôi cho mình thôi dạ, đúng rồi ừ. đó đó là tiêu chí của mens yeah. physics rồi một cái hạng mục nữa mà mình nghĩ trong tương lai em nghĩ là phát triển đối với cái cơ địa của người Việt Nam đó là classic physics Em biết là cái tiêu chí của classic physics sẽ như thế nào tại vì năm sau bên team em cũng ra classic physics khá là đông nên là em cũng muốn hỏi tiêu chí để làm sao em fix dần cho các bạn ừ, dạ. ở việt nam mình hay châu á mình mai versic là số 1 đúng không nhưng mà ừ. ở thế giới là classic physics là số 1 đúng tại vì em thấy classic nó vẫn là nó vừa thẩm mỹ nó vừa đúng đẹp rồi. mà nó không quá cục xúc tức rồi. là nhìn nó rất là á thần nó nhìn nó giống nó giống như là spartan nhá thì là... cái, cái tiêu chí là em nói luôn là thẩm mỹ vừa đẹp đó à. <laughs> thẩm mỹ là sao là mà dàn trên và dàn dưới đều nhau dạ. Tại, à, thứ hai nữa là cái eo đó eo phải nhỏ không bây giờ cái meta là el bây el giờ nhỏ. ngay cả body direct hay là rồi, cũng henry cũng đều luôn. tập văn cung hết rồi các bạn đúng rồi là bắt buộc eo phải nhỏ như handy vừa rồi ấy là phải hai bên xong mới gồng đó. ra lại đúng rồi direct là vô cái bên cung luôn cơm tức luôn. là em cũng nghĩ đó là một cái xu hướng khá là hay để giống như kiểu cho các vận động viên mình đỡ lạm dụng đi á ngày xưa là thời đó ấy ăn nhiều mình rất tôi... nhiều bụng bự này hoặc kia. là bụng bự á ừ. là bụng bự các thứ thì nó mất đi cái tính thẩm mỹ và bây giờ nó đang giảm dần giảm dần cái điều nó rất là ok nói chung giảm dần vậy thì thứ nhất là sẽ hạn chế được cái những cái rủi ro ừ. thứ hai nữa là sẽ thẩm mỹ hơn thứ ba nữa là ừ nó sẽ làm cho vận động viên mình dễ đạt được cái chuẩn hơn Đúng rồi. đó rồi tiếp theo nữa là cái tiêu chí thứ hai nữa là ở cơ phải xé cơ phải xé nhưng mà tùy theo cái cái, cái... tức là bây giờ về ừ. về độ khô ừ. về độ khô nói về độ khô ví dụ như là classic thì so với độ khô của men thì sẽ như thế nào khô hơn phải khô hơn khô hơn à. nhưng mà classic đó là họ biểu diễn theo kiểu theo freestyle comment chỉ có đâu có đi đâu Đúng rồi, rồi. trước ừ. sau xong, xong rồi. Ừ, trước sau xong rồi. Lasix sẽ có nhiều bồ dạ. sẽ lên mình, mình nếu mà, mà các bạn tập trung giờ về cái Lasix thì xích á ừ. thì các bạn nên cập tập cơ chi tiết nhiều. Cơ chi tiết càng nhiều thẩm, càng thẩm mỹ càng tốt. À. và dàn trên dàn dưới phải đều nhau Ví dụ như này Lasix đi mà tại sao uh, em có thấy uh, vận động viên ông uh, gì ta? Bạn gì bạn bạn gì bên bên, bên Trung Quốc bên rồi. Bạn gì mà ừ. Đánh cái cơ hả? Ừ, anh quên tên rồi ta. Nè. À, trên cang ừ. đổi meta rồi ừ thì đó thì đó ví dụ như trên cang là cái chân quá bự đúng mà phần đúng trên rồi. thì lại quá nhỏ đúng rồi đó lại mất đi cái tỷ lệ đúng đó rồi. nhưng mà em thấy ví dụ như dino hay là những cái bạn mà vừa mới vô địch classic đó là đùi tách và cái tức là đùi nó không cần phải cong đúng cong rồi. là nó quá body đì rồi tức là nó chỉ cần độ chi tiết thôi thì nó như vậy thì nó càng dễ dễ yeah, hơn yeah. đúng rồi chứ còn nếu như mà theo thời trên can ngày xưa ngày xưa em cũng mê trên can tại vì em chơi quay em chơi quay lip tinh á má là tập kiểu sờ các thứ phong quát là nhìn kinh lắm thì nó bự ờ thì ngay ngay từ cái đó là nói chung là cảm giác là các bạn thi đấu thì nó sẽ dễ dàng hơn là theo cái meta ngày xưa nó xưa là đùi bự trên cũng bự mà eo thắt được các thứ các thứ cũng khó khó hơn bây giờ nhiều. nhiều. Ngày ngày ngày, ngày cái beta nó càng giảm đi cho các bạn đạt được cái mục tiêu dễ hơn. Nhưng mà lại khó hơn sao? Khó hơn là về cái cách xử lý của mình. Làm sao để trên trên dưới đều nhau. Đó, đó là vấn đề cho đó đó. Dạ đúng và rồi. Là cái cách cái cái cái, cái pose nữa anh nhưng mà anh cũng nói là về cái cách uh, posing. Posing cũng quan trọng lắm nha. Đúng Ví dụ rồi. Như cái, bạn, ơ, bạn, ừ posing <laughs> mà các bạn fail, các bạn đẹp mà các bạn posing fail cũng dằn. Ừ thứ ba nữa là nói chung là posing và thần thái là hai cái bắt buộc là phải đi chung với nhau. Thì đó giống vậy phải nhìn ra là phải nhìn về ừ. chiến thần đó, nhìn đúng ra rồi. là nó, giống kiểu như là mình phải tự tin mình phải có một cái gọi là hard là người ta focus vào mình đúng không? Đúng rồi. Yeah. Thứ ba nữa là mình phải làm sao mình phải show được cái 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 mà mình hơn của của cái mình hơn về về về, về đối thủ. Yeah. Ví dụ như là em mới là một bạn đối thủ vô vô trong final call đi, em hơn cái gì em trội về gì thì phải sâu nó ra cho mấy em khảo thấy. Yeah. Đó. bốn cái bầu mà mình đúng mình, rồi cái bầu mình đẹp nhất á. Yeah. Ừ, người ta kêu là poster là mình phải bô cái nào cái mình... ừ. nào mà ghê là mình Vì phải bô đó cho vòng chơi ba giám khảo à. đó rồi là rồi cái 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 um, những cái đó là mình phải nhớ và đặc biệt là phải tự tin ừ. đó là vậy thôi yeah. ừ. vậy chốt lại về classic đi chốt lại rồi, về classic lại là cơ chi tiết nhiều thẩm mỹ và đặc biệt là phải đều nha Với vĩ dàn dưới với dàn trên yeah. bô sinh và tự tin yeah. ừ. của mình classic thì cũng ngang giống như mình ở mình đất, mình classic ở Việt Nam thôi yeah. nhưng mà nó dễ hơn cái là sao dễ hơn là sao mình giữ lại được một xíu nước không cần phí quá không khổ. phải ở Việt Nam là giới hạn cân hét. nặng là cộng 1, cộng 2 nhưng mà cái khoảng răng cái khoảng của cái bên FBB của mình nó tới mấy cộng mười mấy lần ừ. thì nó dễ thở với lại nó, nó nó đỡ cực hơn là ở cái ấy nhưng mà mình yêu cầu cao là phải trên và dưới phải đều nhau đúng rồi giống như chen giờ là cứ đi là văng qua top mười hết rồi hết, hết hết meta rồi một là ông này giờ chỉ có đổ lên body hoặc là hai một hai thôi chứ đúng rồi. thì xong về bên classic bây giờ về body đi ờ, tiêu chí của body thì giống như là tiêu chí của body thì tiêu chí của lactic mà nó phóng ra thôi ừ. nhưng mà tiêu chí body là mình dễ thở hơn là mình tập trung vào cơ khối ừ. cơ khối nhưng mà vẫn phải xé nha và phải, phải thẩm mỹ ví dụ như tại sao đợt đợt trước đợt hamilton, uh, Olympia hai 23 mà hardy lại thua uh, direct cái đó là một cái giống kiểu ừ. như rất là nhiều người đang tò mò anh đó. Cái, đó tại sao thì hardy Hadi cái cơ của hardy hardy đấy hơn đúng không khô hơn xé hơn dày hơn mà tại sao phải thua direct ừ. thua là sao thua là về cái eo đúng rồi tỷ lệ eo tại Direct rách đi nhưng mà vẫn văn cung văn cung sâu nha đúng văn cung mà lộ cả sườn luôn là văn cung giống si bum á là lộ luôn cả cái miếng sườn chỗ này luôn là đỉnh cao lắm anh và dàn trên và dàn dưới Direct đều đúng rồi đó vừa đi dưới bự hơn nha bự bự hơn với lại dàn trên so với dàn không cái độ b của ừ. direct nhìn nó ngang nó bê hơn đúng rồi cho nên nhìn cái tỷ lệ nó như cái đồng hồ cát vậy á đúng nhìn rồi okay. với lại cái bồ của direct á cái cờ của direct á nó sẽ nhiều và nó sẽ thẩm mỹ và đẹp hơn ha và hơn đúng không tròn đúng hơn no hơn Đúng không? đó cái cơ độ... của Hardy nó 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 nó, nó hắc nịch có nghĩa là nó rất là xé sâu yeah. nó, nó 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 dày mà xé sâu nhưng mà so với Jack thì cái cơ của họ rất nhiều hơn và no hơn yeah. có nghĩa là nhìn cơ nhìn hai em nhìn từng hình á ừ. Hardy đẹp hơn mà so hai cái chung với nhau thì Jack là đẹp hơn không cái độ tròn đó ví dụ như vai đi có người tròn có người vuông ra như thế này có Đúng người rồi. góc ra như thế này thì đó là cái độ cái độ rất là càng giống Heath thời ngày xưa Đúng là rồi. cái cái cơ của ổng là cứ cục cục tròn 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 đó thì cái đó là một cái lợi thế về tố chất di truyền hay là các bạn tập luyện như thế nào đó đó là một cái lợi thế để mà các bạn khi mà các bạn lên một cái sàn đấu giờ lên cái tụi ai không đẹp thì cái bây giờ người ta sẽ chỉ lấy những cái nhỏ 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 như vậy để người ta chấm thôi chứ cũng đâu thể nào mà biết được đúng không anh với lại cái tiêu chí của mỗi năm mỗi năm nó sẽ khác đúng không anh đang như là anh nói về cái rồ về các bạn rồ đó Thì tiêu chí mỗi năm nó sẽ khác ừ nếu mà các bạn nào thỏa mãn tiêu chí thì bạn đã thắng thôi đó còn mà tiêu chí chung của body bên mbc là cũng là cơ khối to nhưng mà không phải xé và cân bằng à, cân cân đối miền trên viền dưới yeah. và đặc biệt là phải eo, uh -huh. eo phải nhỏ ví dụ như là ừ anh với em thi mà anh bự em, anh đẹp hơn em mà anh mà anh cái cơ anh là không có đẹp còng đẹp bằng yeah. nhưng mà eo anh bự hơn em thắng à hiểu không dạ yeah, dạ yeah. đó okay. dù em em nhìn anh nhìn nhìn vô anh cơ bự hơn to hơn cơ khối sắc hơn nhưng mà em gồng đẹp hơn và eo em nhỏ hơn em lụm với lại và cái cơ của em đều hơn đúng rồi đúng rồi đúng rồi đẹp hơn là các thứ đấy là đi giờ rồi thôi, đó. À, đó. À. <laughs> OK thì bây giờ mình đã nói sơ qua về những cái tiêu chí chấm điểm của những cái hạng mục uh, của nam rồi đúng nam không? Rồi. Bây giờ em thấy bây giờ mấy cái bạn nữ bikini các thứ rồi này nọ là cũng, Dẫu, có, cũng kiểu bây giờ dạng. cũng năm nay là cũng kiểu giống như là phong trào của nữ đi tập nhiều lắm anh, và đi thi đấu nhiều ừ. thì mình sẽ nói về một cái uh, của bikini đi. Tiêu chí chấm của bikini tại vì em thấy nó cũng hơi khó tại vì nhìn lên bạn nào cũng xinh bạn nào cũng đẹp bạn nào nhìn cơ cái thứ nó không có nó không có quá nhiều cái sự tranh lệch để mà mình mình ấy á thì không biết là cái tiêu chí của bikini của liên đoàn Pro mình như thế nào bikini á, thì hiện tại tiêu chí của bikini thì nó sẽ là bikini bikini sẽ có hai hai bô là chỉ cấp mặt trước mặt sau thôi thì mặt trước á, anh có anh anh cũng nói về giống như cũng ngang giống như là membership gì đó mà bikini á thì họ thiên về thẩm mỹ nhiều hơn, rồi. thẩm mỹ và cái cơ của cái cơ không được quá khô, không được quá khô, ừ, cơ không được quá khô và khi mà ở ở Pop expo là bông mặt sau á là từ vai xuống lưng là không hay không không có chấm điểm, từ vai xuống lưng là không có chấm, là không chấm vai, đúng rồi không luôn, họ chỉ cấm từ cái hông xuống dưới thôi, à... cái mông á, cái mông ừ. của đùi sau á, cái mông bạn nào mà dính lên và cái cơ nó xé nhưng mà không được quá khô nha ừ, ừ. nó xé nhưng mà nhìn nó thẩm mỹ và cái cơ đùi sau nó hơi lộ ra nó xé mà là gọi là nó lộ ra được cái miếng cơ đúng rồi, đó, cái đúng miếng không? cơ á nhưng rồi. mà đừng có lộ dày như là Wayne well net Wayne well net à. lộ dày như bên là là ao à mà lộ mà lộ vừa vừa đủ thôi ừ. và cái cơ cơ đùi sau nó lộ 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 nhẹ nhẹ một xíu là ok yeah. À, là à, mặt backbowl không không có vai không có chấm lưng ừ. không có chấm vai sau không có chấm tay không có chấm gì hết chỉ là từ cái khúc mông rồi xuống là chấm nhưng mà bắp chuối cái thứ đồ này nọ đúng nhưng, không anh có mà, mà mà cái gì nè nhưng mà vẫn phải tập để ví dụ như đúng là đều... nhìn nó ra cái độ về xếp ừ. em vẫn em vẫn bên em vẫn cho tập vai vai sau để đúng đi. Rồi. khi mà ra nó ra cái khi mà chống chống ra như thế này thì mình nhìn nó có độ về xếp mình cái cơ cái, cái mông của mình nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn đúng rồi, rồi. Kiểu với lại khi mà mình tập thì họ sẽ dùng theo những cái cái cơ nhỏ đó họ chấm Yeah. ví dụ như là ừ, em với à, à, một hai bạn đều nhau đi thì back pompom y chang nhau luôn, team yeah. pompom y chang nhau luôn họ sẽ nhìn vô ừ này tại có sao vai sao đây. Bảy kia. sau cái thứ đồ. Đúng rồi. Tức là những cái cơ nhỏ nhỏ chi tiết chi tiết đó nó là cái cơ giống như là nó giống như cho các bạn có thêm một cái cơ hội để mà tại vì nhà vô địch mà anh, Đúng nhà, rồi. tại vì champion là những cái người người ta phải tích lũy từng cái nhỏ nhất nhỏ nhất, làm những cái nhỏ nhất nhỏ nhất để trở thành một nhà vô địch. Người ta tích lũy từng cái ở ví dụ dù có năm phần trăm hay một phần trăm người ta vẫn phải làm đúng rồi đó tiếp là về bô sinh đi bô sinh cái này cái ừ. này bô sinh là hơi bị chua nha đúng rồi chua Việt Nam mình đó, không phải là nói gì nhưng mà nam bô là phần nam division là ok hơn nữ yeah. nữ bô là hơi bị fail yeah. tại nữ pô á cái 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 bikini division của bên mbc nó sẽ chuyên về thẩm mỹ và chuyên về độ nữ tính hơn yeah nó chỉ có hai bô, trăm bô, red bô thôi nhưng mà khi mà các bạn đi ra, các bạn làm sao các bạn phải đảm bảo là ừ bô chuẩn và thước tha, thước tha Cái là đấy mượt, mượt, ấy, mượt, ấy, mượt ấy. là đi ra là phải không có cứng cứng người đúng ừ. không? không có cứng cứng người đây là không được quá kiểu mà sao ta không được mấy kiểu mà gợi dục à ừ, phải thước tha làm sao mà mình 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 mình, mình phải mình phải đi và bô sinh làm sao ai giám khảo nhìn vô là à này kiểu sporty gọi là thể thao á ừ, thể hào. thao chứ ừ. không phải là đi ra lả lướt lả lướt lả lướt là sai. <laughs> rồi em hiểu rồi. Nên, uh, sắp tới có thể là tầm uh, tháng số tháng 6 đi thì anh sẽ liên lạc với lại một chị olympian dạ. bikini về đây uh, hỗ trợ cho các bạn về uh, bô sinh. tại thì... vì nữ chấm em nghĩ chấm bô sinh đúng rồi. Chứ lên nhìn không biết chấm gì á, em nhìn <laughs> em không biết quy quy tắc mông thì đúng em mông ô mông mà to hết rồi. Ừ, thì đó. Chấm gì giờ? Chấm chỉ có trình diễn với thần thái rồi chứ hết với lại cái nhìn uh, mặt trước nữa mặt trước nếu mà em có em có để mấy cái bạn bikini không cái bụng nó có nhiều đâu cái bụng phía chỉ cần thấy ra rõ nhưng mà số liên xương hai cái eo số 11 á rõ nhỏ. À, rõ à, là số nhỏ 11 là cái rãnh này hả? ừ nhỏ là rõ nữa đúng à, rồi tức là bikini tức là chỉ cần cái rãnh bụng này nhưng mà có phải có một chút xíu muốn bụng nha à. đừng có sướng đừng có sờ múi giống như là hình đàn ông à, dạ, cái đó ừ. thì nó lên finger hay là ừ. mấy cái wheel net rồi đúng rồi. rồi còn uh, nhưng mà khi hai hai cái liên sườn hay là hai cái số 11 này nè phải rõ tại yeah. khi mà mình bô là mình cái bạn đứng ẹo gì đó thì cái cơ cái liên sườn nó sẽ cái cơ cái cơ liên sườn nó sẽ lộ ra nhiều hơn dạ. Yeah. là cái bọn cái bạn được nhìn giám khảo họ họ nhìn thẳng lên đó họ nhìn xéo qua thì cái cơ họ nhìn trước cái mặt trước của mình cái bô mặt trước của mình sẽ đẹp hơn à. đó yeah. mà bô mà ăn tiền bô là bô mặt trước phải bô mặt sau đâu bô mặt sau là bạn lấy cái mông thôi mà mặt trước là phải lấy full body à, là cả vai rồi cả tay rồi ừ. cả đùi trước đời này đúng nọ rồi. các thứ đúng không? Đúng rồi. À, là cái tỷ lệ ví dụ như cũng sáu bốn. Đúng mình. rồi. Còn 60% sáu mươi phần trăm là mình trước và đúng rồi, 40% mươi năm sau. Là sau. À, cái đó cũng là một cái nữa để các bạn biết được rằng là không phải là các bạn nữ cứ để mông ra tập là các bạn ăn đâu nha. <laughs> để mông tập là quay quay nẹt rồi. <laughs> ừ, đó là kiểu quay nẹt là phải mông bự bự, mông bự vàng dưới mông và vàng, vàng trên. À. Ừ. Phải chú ý thêm. Nhưng mà phải khô mà. hơn nữa. À, về cái phần đùi trước của bikini á. Ừ. là nó nó như thế nào anh tức là nó đùi, lộ lộ vừa vừa, hay vừa, vừa thôi cái, nói chung là bikini họ chuyên về cái thẩm mỹ và chuyên về cái độ thước tha chuyên về cái đường tính nhiều hơn yeah. nếu mà em đoá khô em không giăng à. ừ em mà em quá Tại vì em 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 thấy mấy bạn nữ ở việt nam mà đi thi khô quá nhìn em nhìn nó cũng không không không, không 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 có cảm xúc <cười> <cười> em nhìn nó thì không, đó <laughs> em nhìn nó không có cảm xúc luôn. Uh, ừ thì đó em có thấy đây cái bạn uh, mấy bạn cái chị vừa rồi mà đặt uh, thắng ở bên uh, mỹ mình mà đâu yeah. đó thì cái chị đó đâu em nhìn kỹ đâu có, có mới bụng đâu không khô, không không mà khô mà nhưng mà kiểu lên nha. nhìn nó đẹp nhìn Nhưng kiểu giống như tại vì chấm điểm thì cũng là đàn ông đúng thôi rồi. đúng không? Thì bắt buộc phải đẹp, phải giống như kiểu bà như vậy. mấy bà ham hai mấy bà thi bà bà nào bà này bà nào bà ra đây đều mức, để thước tha hết, không dạ. có khô nhiều. Dạ. Thì họ thì thực chất là cái cái bikini này cái cái division nó phát triển nhiều thứ nhất là cái tiêu chí của nó là giới dễ thở, dễ thở hơn. Cái lại thứ thứ, thứ hai nữa là nữ thì nó không có sử dụng mấy cái ấy thuốc nhiều, nhiều. nên rồi. thử ra là dễ có những người tiếp cận và nó dễ đánh hơn là những cái ấy ừ thì đó với lại nữa cái 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 cách chấm với lại cái tiêu chí ấy, nó, của nữ của bikini ấy, nó đảm bảo cho các bạn dễ 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 đạt được hơn yeah. đó mặt vàng à, mặt mặt trước mặt sau sáu mươi bốn và vàng trên dưới đều nhau eo nhỏ và đặc biệt bô sinh chuẩn là ok vậy chốt về nữ là bô sinh phải đẹp, đẹp. chấm bô sinh là bắt buộc là bô sinh là phần ấy luôn chứ không phải là cơ bắp là thứ quyết định tất cả chỉ còn bô sinh và tự tin về thần thái đúng rồi, rồi thứ hai các thứ thì các bạn nên đi um, chắc là vẫn phải có một cái người cập nhật cho tại đúng vì rồi. như em chỉ cho những bạn uh, nữ Cũng chỉ là đi coi cho những group Và nó chỉ những cái tip rất là nhỏ chứ nó cũng chưa có phải là thật sự là phải có người chỉ tại chỉ việc á giống như đợt của memphis mà tối nay đi thi philippines là em có liên hệ với lại steven phạm cũng là một ib pro ở bên bên mỹ các thứ tức là vẫn phải có một người trực tiếp nhìn và họ chỉ cho mình những cái tip đó Tức là họ nhìn ra được cái vấn đề đó thì mình mới fix được đúng Còn rồi. ví dụ như đợt em ấy bikini là giống kiểu như Em coi của team này, team này, team này các thứ mỗi thứ một chút một chút Xoay như thế nào rồi tập ấy là mình vẫn là theo kiểu như là Nó chưa có được dở tay chỉ việc á Đúng đó, rồi Thì chắc là tháng 6 này thì nếu như được thì Tại vì các bạn nữ bây giờ cũng đang rất là muốn tiếp cận với những cái đó, đó Thì giống như physics như em là em cũng phải đi hỏi những cái người bên nước ngoài Người ta trực tiếp cô với mình, để người ta chỉ mình chứ đâu phải là tự nhiên không không mình Mình, 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 mình biết bô sinh đâu đó. đó, Cho nên là chốt lại bikini thì vẫn là posing nha các bạn Posing làm sao nhìn cho nó thật là tự tin, thật là gọi là nữ tính các thứ là được Với lại cái body của các bạn không được quá khô, nhưng mà không được quá ướt nha Phải đảm bảo tiêu chí là sao Không, Nếu như nhà em thì em đánh giá với các bạn đó tức ừ. là cơ mà chỉ cần lộ ra thôi chứ không phải Đúng là khô rồi. Tại vì Cẩn. có rất nhiều bạn ở Việt Nam áp lực cái việc khô Nhưng mà Đúng nữ rồi. thì cái thu hướng hormone của họ là estrogen Cho nên là không thể Đúng nào đó. mà khô như nam được Đúng rồi đó. cái đó là điều vô lý cho nên là nhiều khi những bạn nữ kêu cứ nhắn tin em anh ơi khô chưa khô chưa nhưng mà trường này là được rồi Đúng trường rồi. này là em chỉ cần lên sàn em lộ muối cái quan trọng của em là mâu sinh chứ không phải là độ khô Cho nên là đôi khi các bạn nữ cứ nhìn những cái giải ngày xưa ở việt nam mà chấm khô xong rồi nó áp lực lên lên em nhiều khi em cũng không biết nói sao thì nhân tiện đây là anh henry ngồi đây là có người chứng nha các bạn là chỉ cần <laughs> lộ cơ là được các bạn làm sao các bạn gan được cái những cái lượng cơ lên và các bạn làm sao các bạn đủ khoảng 1 2 lít nước nhìn các bạn tươi và các bạn pô sinh thần thái là được. Rồi còn về finger với Google Net thì mấy cái đó chắc hơi hiếm ở Việt Nam nhưng mà thôi ừ. mình cứ uh, lỡ nói rồi thì nói luôn để sau này ừ. Việt Nam mình sẽ phát triển. Em nghĩ là Việt Nam mình sẽ phát triển. mình cứ nói trước luôn. Cái finger thì mình thì mình thôi mình thôi mình mình, mình bỏ finger để finger thì hiếm cái chuyện hiếm thứ hai nữa là Việt Nam mình anh thấy cái finger nó hại lắm. Độ khô ừ, đồ khô lại, lại là to to đúng rồi còn wellnet thì anh thấy ok hơn tại vì vẫn tính đùi ừ. trước thì mấy đúng bạn rồi. Là, mấy bạn nào mà tập bao lifting chắc đi thi cái đó được luôn đó đùi đùi rồi đuôi. Trời, bữa em qua em tập bao lifting đùi thẳng bự 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 như trâu vậy á nhìn kinh lắm cái uh, cái wellnet cái tiêu chí là dàn dưới phải bự dàn trên nha đó là nhìn cái là bự đúng rồi và xé cái 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 cái, cái wellnet là cái bản nâng cấp của bikini đó là cái dàn cái độ khô là phải lòi ra hết luôn thì giống classic là phải tắt đúng tắt, rồi, tắt, đúng, đúng rồi là phải thấy là, cơ luôn. đúng rồi đặc biệt là đúng rồi đặc biệt là dàn đùi á đùi trước phải thấy cơ tứ đùi luôn khi mà cái bộ chạy ra ba phát, 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 phát luôn à. và và đùi sau phải bự tắt đùi, đùi sau đùi sau bự mông tách. ừ mông thì sao mông á phải tách đều rộ đủ những cái cơ mông sao cho bé giám khảo nhìn vô là ừ cơ mông tách đều hết à. chứ không phải là phải dính từng cơ nha cơ ví dụ cơ mông mông trên mông dưới thì phải tách đều ra dạ. đó và cái cơ 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 đùi sau là phải hiện rõ ra Tắt luôn, luôn. Còn, còn, như bikini thì không cần không cần mà cái kia Tôi là vừa phải sẽ xé xé ra luôn à phải bự 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 một bự nha các bạn hình như ừ. là phải siêu bự á bự dạ. bự là lắm dạ. đó đúng nào bự vừa do so, so ra nào bự là lấy ừ. thứ hai nữa là dành trên xé khô dạ. ừ. Xé. đó nhưng mà chốt lại eo phải nhỏ nha vẫn là phải eo nhỏ. Eo nhỏ đúng rồi À. Ví dụ như là một bạn Ủa vậy tiếng ra mấy cái đó mà bên nào mà kiểu cao cao mà đi qua thi chắc dễ lấy Dễ lấy không? mà nhưng mà cao cao khó ừ. tập đùi Gọi là tròn tròn cong ừ, cầu đúng đúng rồi đùi, đúng không Ừ à. Bô sinh cũng quan trọng lắm bồ, nhưng mà bên đẹp thì họ chuyên về body hơn Ví dụ như bô sinh Bô sinh của em mà xấu đi Mà body rất rất trúng quá người ta cũng lụm Nhưng mà bô sinh của em mà lâu mà, 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 mà quá xấu thì cũng gian à, Ừ kiểu như là cái khóa xấu gọi là không biết bù sinh ừ. đúng không còn cái kia gọi là vẫn phải biết đúng đặt chân như thế nào đó nhưng ừ. mà nhìn vô bự là đã thấy khác biệt là lợn mời đúng rồi dạ yeah. cái dàn trên nó chốt lại quên là sao dàn dưới bự hiện trên khô yeah. xé và đặc biệt á cái cơ dàn cái cơ mông á cái dàn của dàn của của quên là phải bự 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 và lộ rõ tất cả cái cơ tắt luôn đúng rồi tắt luôn đó thì ở việt nam thì chắc là có những cái tiêu chí như thế thôi thì chắc cũng hết rồi đúng Vậy rồi đó là... anh thấy việt nam mình nữ bé đẹp cũng đã sắp tới chắc không phát triển á đúng rồi tại vì em thấy đùi mấy bạn cho clip hay là những cái bạn cho gánh... luôn mà rồi mấy bạn gánh nhiều khi nhìn còn hãi nữa tại vì trời mấy bạn nữ giờ tập cũng ghê lắm cho nên là đùi trước cái thứ thì tức là về nữ thì chắc là men với lại để đẹp tương lai sẽ là một cái bùng nổ của ừ, giải đấu đó. thì bây giờ anh có thể nói sơ qua về những cái tiêu chí của cái giải global uh, với lại cái giải moson test thì nó sẽ khác nhau như thế nào? thì như này mình có nói là mình cái giải của MBC ABS AB, sẽ đi từng bước là Regional, rồi five, vậy, vậy vậy đó dạ, dạ. thì cũng cái độ cái độ khó về body anh này cũng theo từng bước vậy bước luôn. luôn nhưng mà các bạn nên nhớ là khô dễ hơn là giữ một hai lớp nước đúng rồi đúng rồi tại vì khô là như bên em nha cứ cắt nước trước đó ví dụ mấy ngày rồi cắt cáp các thứ là tất cả nó sẽ khô tại vì mình đó nhịn ấy mà thì sao mà không khô được thì cái đó rất là dễ đúng rồi. nhưng mà quan trọng ví dụ như tuấn anh là cứ loát cáp là phải lúc đó là 30 phút sau là phải ngồi trông xong một cứ ăn nhiều khi một hai giờ đêm cũng vậy ăn là cũng phải ngồi ngồi mắt đó phải tu phay để mà nhìn vô cái là phải bắt chết các thứ là rồi. cái đó nó mới khó đúng rồi Chứ còn nếu như mà để cho các bạn khô thì dễ dễ hơn rất là nhiều đó. thì em xử lý cái cơ bản á là cái 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 độ khô á dành những cái show original đi yeah. thì các bạn khô thì ok yeah. được. được được nhưng mà khi mà các bạn lên những cái show mà đành, dành dành cạc á dành thẻ á xử lý phải giữ lại một tới hai lớp nước dưới da yeah. làm sao cơ nó tươi khi tươi mà như vậy, tươi như ray tê á đúng rồi bấm một cái là lộ ra liền yeah. là ok còn khô như việt nam thì giống như kiểu đâu cần bấm đâu thì đi, đi đi lên là lên sẵn luôn rồi chỉ cần đưa ra giày chẳng cần bấm là nó cũng đã lội muối rồi chứ cũng chẳng cần gồng nữa Gồng chụp rút luôn á nếu đúng như rồi. mà theo, theo kiểu kiểu cách nước khô mà gồng là rút luôn á cho nên là để ra là xong rồi còn ví dụ như kia là có thể lúc người ta ra đi thi đấu người ta nhìn người ta không có cơ người ta lỏng bọng lỏng bọng ấy á nhưng mà đến khi người ta ra người ta bấm 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 cái là bạch 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 bạch, luôn Đúng nó rồi. lên lên như là bọc haki vậy á nhìn nhìn trong chiến lắm còn à, về rồ show hay là mr o thì là nó, nó, lại càng khó hơn nữa là cái lượng nước á mình sẽ giữ làm sao á mà cho khi cái cơ mà nó đầy nó ngậm nó tươi full gọi là full, full, đó anh em là full tại nó chia ra mà... là full flash peel Đúng thì rồi. nó phải ở cái trạng thái ở giữa là full á đó nhưng mà khi em bấm á, là phải cơn hay phải rộ hết chứ không phải là ở ừ, khô là lên ăn đâu yeah, chuyện đó yeah, yeah. đó nên nên các bạn nhớ là gì là khô là dễ hơn là mình mình biết cách xử lý giữ nước dưới da nha đó những cái so original thì các bạn nên khô ừ. đó còn những, những nên càng lên sâu thì cái, cái cách xử lý nước dưới da càng khó thì các bạn nên nói cho cho code của các bạn hay là các bạn tự xử lý như sao đó khi mà cái show ra dành thẻ là phải giữ dưới da ít nhất là phải một lớp nước càng lên sâu thì phải giữ dưới da càng cái, cái lượng lớp nước thì thêm tầm nửa lớp hay là một lớp nữa Dự, thì... Giữ nước ở đây nhưng mà vẫn ừ. phải lộ cơ nha các bạn Chứ Đúng không rồi. phải là mình lên là nó Cần thành quay. <laughs> ờ, chứ không phải là spill nha Tại vì có hai dạng spill, flat spill là tức là các bạn đầy Nhưng mà các bạn nước luôn, các bạn Đúng không rồi. thấy muối luôn Còn flat, đó có flat là gì? Flat tức là Tức là ăn giống như kiểu ăn không đủ Tức là cơ thì nhìn vẫn có nhưng mà nó bị xì á Tức là không ra muối nhưng mà xẹp phun ừ. là trạng thái gì? Vừa to vừa tròn vừa lộ muối, lộ muối cái đó mới nhưng mà bấm một cái là ra hết. đó đúng rồi đó. đúng rồi đúng rồi. thì vậy nó mới khác, vậy nó mới khó được. tại sao những vận động viên của Rolex, không phải là mình so sánh nhưng mà tại sao những vận động viên của Rolex lại nổi tiếng và đẹp và xịn hơn những cái federation khác. khác? cái này không phải là mình so sánh nha nhưng mà cái cách tiêu chí và cái cách họ set up cái cái con đường đó, theo ranh như em nói đó, nó sẽ làm cho họ làm cho những vận động viên họ open mind hơn và cái 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 cái, cái, cái um, cái điểm mà cái điểm mà những cái giải đấu này để nó đỉnh cao thì cơ bắp của họ thứ nhất là sẽ tươi hơn và mình khi mà mình nhìn vô là mình là thấy đẹp rồi không tại vì bạn ừ. bản thân em là một người có nha nếu như mà xử lý theo kiểu mà có lớp nước á nó vẫn an toàn hơn là đúng cái kiểu kia cái, cái kiểu kia là nhiều khi đóng cửa cho tụi mày nhịn đói nhịn uống đó để mà khô đấy cái độ khô á thì em thấy là cái bên này nó nó vẫn còn được ăn còn bên kia là nhịn đúng rồi đó, thì nó sẽ khác nhau rồi. thì em thấy nó, nó nó theo đúng về cái nguyên tắc về sức khỏe nó vẫn là khỏe nó vẫn đỡ hại hơn là so với các cái đúng rồi nhưng mà nhưng khó hơn thì nó thì nó thì, đó, thì <laughs> quan trọng là các bạn thuê cốt như thế nào tại vì em thấy bây giờ cái cái những cái, cái này người ta cũng bỏ ra tiền nhiều lắm anh người ta cũng thuê cót nước ngoài các thứ ừ, mà... này người ta làm rồi thì cái đó là một cái rất là gọi là Việt Nam mình sẽ sau này sẽ phát triển một cái ngành này một cách rất là tốt ừ. bây Giờ chúc lại nha là xô càng xô mà original đây thì các bạn cần khô còn càng lên cao thì các bạn phải giữ lại nước nhưng mà giữ là như Đạt nói đó, là phải tươi đẹp chứ không phải giữ là giữ lên mặt ú lên là, là, là thắng đâu nha thì đó là hai cái tiêu chí giữa các giải với nhau thì ừ. để để các bạn biết nên thì các bạn lên sàn cho làm sao nó tốt tại vì nhiều bạn không biết đó, cứ khô 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 mà nó không đúng meta ta rồi tới lúc xuống thì uh, mấy tao khô hơn thằng này tại sao tao không được giải cái thứ nó thì rất đó là nhiều cái nó, nó nó rất là nó khó lý nó phi lý ở đó tại vì các bạn phải nắm rõ là cái luật của cái đội hạng cái, cái cái cuộc chơi nào thì các bạn sẽ theo cái cuộc chơi đó thì các bạn sẽ dễ hơn rồi đó là những cái tiêu chí về từng hạng mục và cũng như là những cái tiêu chí về chấm giải thì chắc uh, podcast này sẽ kết uh, chắc uh, kết thúc rồi ha rồi cảm yeah. ơn anh henry đã bỏ ra một chút thời gian mới biết là biết là anh bận nhưng mà cũng rất là cảm ơn anh đã bỏ qua một, uh, một chút thời gian để ngồi chia sẻ với các bạn tại vì cũng cần phải có những người nói tại vì bản thân em nói cái tiêu chí nhưng mà các bạn học Client đó cứ nhìn vô cái những cái tiêu chí bao nhiêu năm qua ở Việt Nam là phải khô phải như thế này mà mình nói thì lại không 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 khó rất là khó để truyền đạt để cho người ta cố gắng hiểu thì hôm nay là một ngày rất cảm ơn là giống như kiểu là anh đã ngồi ngồi đây và ngồi nói để cho các bạn hiểu hơn về những cái tiêu chí đó thì em đỡ giải thích <laughs> cái hai nữa là cái uh, mỗi một liên đoàn có một tư duy khác nhau dạ. các bạn thấy liên đoàn nào thì các bạn nên tập trung À, xem tiêu chí và các cách chấm điểm của liên đoàn đó chứ không phải là mình mình đi mình thi liên đoàn FBB mà mình hỏi lại hỏi là BCA kiểu vậy dạ. Rồi nó lại rối ừ, đi rối là bắt đầu lại quơ cái thứ cái đó ừ. nó thành không hay tức là như đạt đi thì trong năm sáu năm qua đạt chỉ có theo cái liên đoàn FBB Pro là đạt chỉ có học hoặc những cái cách xử lý như thế nào để giống như kiểu như là để cho liên đoàn FBB Pro thôi còn ví dụ như các bạn đánh những cái liên đoàn khác thì các bạn cứ theo những cái liên đoàn khác Đúng rồi. À, đó theo cốt làm sao cho nó phù hợp với mình đó. cảm ơn đạt đã mời Henry tới đây chia sẻ cho các bạn nha nếu mà các bạn có câu hỏi thì cứ để đặt comment bên dưới Ở team của cả hai sẽ hỗ trợ trả cho, cho lời cho các bạn ha rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cũng như là tham gia nghe hay nghe này chia sẻ về cái podcast này cảm ơn các bạn nhiều lắm ok xin chào hẹn gặp lại